Vâng, anh cho tôi hỏi tại sao dê con đẻ ra lúc nào cũng có hai cái cục bú ngay cuống họng đó bằng ngón cái chân rồi sau nó chết thì xin thưa với anh cái này thì có thể có cái con dê của anh nó cái đó là nó hai cái hạch ở dưới hàm thì có thể là nó sưng, nó có vấn đề về có thể là do cái bệnh truyền nhiễm nó sưng lên và con dê của anh chị khi mà nó sưng to và nó chèn vào cái đường thở thì có thể nó không thở được và nó chết thì cái này anh cũng phải xem xét xem cái đàn dê nhà mình nó đã được tiêm đầy đủ các cái loại vaccine phòng bệnh chưa nhé anh Trần Hiền nhé. Và còn nếu như mà anh muốn nó em chẩn đoán nó chính xác thì anh có thể anh chụp hình ảnh hoặc anh quay một đoạn video sau đó ngày mai anh gửi cho em theo cái Zalo theo cái số điện thoại là 0979407374 thì em sẽ có thể giúp anh cái phương án xử lý làm sao cho nó triệt để được cái đàn dê của anh nha anh Trần Hiền nhé. Vâng, cảm ơn anh đã đặt cái câu hỏi cho em. Vâng, cảm ơn anh.